Vâng, Đồ Gỗ Tùng Tán xin kính chào các bác nhá. Vâng, hiện tại là 12 giờ trưa của ngày Vâng, được. Ở trong nhà thỉnh các cụ tí. Vâng, ngày 20 của tháng 10 năm 2021 thì em đang có mặt tại nhà bác Trọng, khu Cẩm Đội, Thụy Vân, thành phố Việt Trì đây. Vâng, thì để bàn giao cho bác là một bộ sập chân quỳ dạ cá đục ngũ phúc chám a và một chiếc bàn thờ án gian, bàn thờ cũng mít ta 100% kèm theo bộ đài nến. Và thì đây trên hình ảnh quý vị, cái là bác Trọng chủ nhà nhá. Vâng, thì đây là lần thứ hai bác nhỉ, thứ mấy rồi chứ, đúng không? Lần thứ hai hả? Vâng, tức là lần trước là bàn giao cái nhà bên kia và con trai của bác, con trai của bác vào nhà thứ hai là của bác đây. Còn hôm nay bác mới đang sắm bộ đồ thờ đây và một bộ trang kỷ. Bộ trang kỷ này là bằng gỗ cũ của bác nhé, bằng và tân trang lại cho bác này, bằng gỗ đồ cổ đấy của các cụ để lại đấy. Và bộ sập mới lại án gian như là mới. Và thì bác cho em lời cảm nhận xem là chất lượng. Tinh thần báo cáo luôn chủ thờ. Tinh thần năm nay là em được cái đây là nhờ cái em làm như thế là cảm ơn rất tốt. Vâng. Rồi xin cảm ơn các em. Vâng. Thì em thay mặt cơ sở xin cảm ơn gia đình bác Trọng. Vâng, đã xây hai cái nhà và toàn bộ là sắm đồ của cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tán đấy. Vâng, thì bác rất tin tưởng và em cũng cảm ơn bác và gia đình nhé. Vâng, thì chúc bác và gia đình làm ăn phát đạt nhé. Xin cảm ơn ông chủ thợ. Vâng. Tiến lên và cứ như thế này để sắm đồ rồi tạo công việc làm cho cơ sở Đồ Gỗ của em nhá. Vâng, thì em xin cảm ơn và chào mọi người nhá. Đây, các quý vị nào có nhu cầu tham khảo để sắm bộ đồ như nhà bác Trọng này thì cứ xin liên hệ. Nếu ở khu vực Cẩm Đội, Thụy Vân thì cứ đến nhà bác Trọng này tham quan hai cái nhà của bác sắm đồ của cơ sở em tất. Vâng, thì trên màn hình nhỏ đây quý vị xem, đây là bộ sập chân quỳ giả cả kích thước 1m62 đục ngũ phúc chám mai và chiếc án gian có kích thước là 1m97 rộng 97 và chân là 14 cụ mita 100%. Ai có nhu cầu xin liên hệ cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tán nhá. Và em xin chân thành cảm ơn.